Thưa quý vị, với niềm đam mê gốm sứ xưa, một thầy giáo vùng bảy núi tỉnh An Giang đã sưu tầm rất nhiều món đồ xưa vô cùng đặc biệt. Những hiện vật này không phải đắt về giá trị hay niên đại, mà chúng có kích thước rất lớn, hầu như xưa nay hiếm gặp. Hiện trong bảo tàng cá nhân của mình, anh đã sưu tầm và lưu giữ nhiều hiện vật, điển hình như đĩa song long tranh châu, đĩa tứ linh cùng đường kính 87cm, nặng 28kg, bình trà cao 64cm cùng nhiều đĩa có đường kính 51cm. Chủ nhân đặc biệt của bộ sưu tập này là ai? Mời quý vị cùng tận mục sở thị ngay sau đây. Bộ sưu tập đặc biệt được xem là độc nhất ở miền Tây này chính là thầy Trần Văn Nam, hiện đang công tác tại trường tiểu học A, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Từ việc đam mê các loại hoa kiển, việc kết hợp giữa kiển và chậu gốm đã dần dần đưa người thầy giáo này đến với thú chơi gốm xưa. Gần 2 năm bén duyên với nghề tay trái, ban đầu chỉ vì tò mò, muốn tìm hiểu ý nghĩa những họa tiết, hoa văn in trên những món đồ gốm xưa. Phần muốn sở hữu chúng, vào năm 2019, tranh thủ những ngày cuối tuần, thầy Nam thường tìm tòi sưu tập gốm Biên Hòa từ các nơi. Và chỉ trong thời gian ngắn, thầy Nam đã sở hữu bộ gốm Biên Hòa xưa như dĩa, bình, đôn voi, lên đến hàng trăm món. Niềm đam mê gốm xưa của thầy giáo này cũng theo đó mà hình thành và duy trì cho đến hiện nay. Cái vấn đề cây kiển này nó kết hợp với những cái đồ trang trí, cho nên là khi mình thấy cái nào thấy đẹp hay thì mình thích, thì mới đầu thì cũng chưa có tới mấy món đồ như thế này. Mới đầu thì mình cũng bán nhỏ lẻ, khi có thời gian mình bán cũng được lâu rồi đó, thì mình cũng có một số cái tìm hiểu được cái vấn đề về gốm, cho nên là những cái món đồ nào mình thấy được thì mình mới dám thu vào, chứ khơi khơi trước mắt mà mình gặp cái đĩa lớn gì mình cũng không dám mua đâu. Trong bộ sưu tập gốm Biên Hòa của thầy giáo Nam, nổi bật nhất là bộ đĩa Vinh Quy Bái Tổ, Cửu Tiên, Tích Người, Bát Tiên, cùng có kích thước 51cm. Bộ đĩa Song Long Tranh Châu và Tứ Linh có đường kính 87cm, nặng 28kg. Bình trà cao 64cm, vòng bụng 160cm, được xem là xưa nay hiếm gặp. Hiện giờ là kích thước cái đĩa này là khoảng 87cm. Về trọng lượng thì khoảng 28kg. Thì nói chung là mấy cái đĩa nhỏ thì tìm cũng dễ gặp, tại vì cái đĩa nhỏ thì chắc có thể là xưa ta làm nhiều, còn những cái đĩa lớn này rất là ít, tại vì cái độ mà lỗi đĩa hoặc là gì thì mình không biết. Trước đây thì cũng có cái bình trà á, cái bình trà hôm trước cũng có bán rồi, nhưng mà cái bình trà đó thì nó rất là lớn, cái kích thước nó chiều cao nó khoảng 64cm, mà cái vòng bụng nó là cỡ khoảng 140, cái vòng bụng 140 là mình ngồi mình ôm như thế này nè, mà không dám cái bình. Thì cái dung tích nước trong đó là khoảng 70-80 lít nước á. Cái bình trà đó thì cũng không biết thời gian nào, thì thấy lạ, thấy lớn thì mua. Cho nên là những cái món đồ thì mình mua, mình tùy theo cái mình nhìn thấy, mình cảm nhận nó, thấy mình thích thì mình mua, ai thích thì mình giao lưu lại, không thích thì mình để chơi. Gốm Biên Hòa loại nhỏ thường dễ kiếm, nhưng để tìm được những sản phẩm gốm kích thước và trọng lượng khủng thì rất khó, vì số lượng sản xuất ra rất hạn chế. Lúc xưa những món đồ này được dùng trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng hiện nay chủ yếu để trưng bày là chính. Điểm ưu việt tạo nên vẻ đẹp của gốm Biên Hòa chính là yếu tố thủ công. Từ công đoạn nhào đất tạo hình bằng bàn xoay hoặc in khuôn đến khắc chìm, tô men, trang trí trên gốm đều làm thủ công nên hoa văn rất tinh tế. Tuy không dày dặn về độ tuổi, sắc sảo và cầu kỳ như những loại gốm khác, nhưng gốm Biên Hòa đã tạo nên nét rất riêng, pha lẫn giữa sự giản dị nhưng không kém phần quý phái. Chính điều này đã có một sức hút đặc biệt với người thầy giáo này, mà chính anh dường như cũng rất khó có thể lý giải về đam mê của mình. Đồ thì có thể một món đồ nhỏ mà cái giá trị nó rất là lớn, mà món đồ lớn nó giá trị rất là nhỏ. Nói cho nên là mình xác định vào cái loại men để mình xác định được cái giá trị của cái đĩa cũng như là cái đồ mà mình sở hữu mình mua. Nói chung là ban đầu tiên thì những cái đồ lớn, đồ lạ thì nói chung là không dám mua, chứ mình không nhận biết được, thì cũng qua thì giống như nghề dạy nghề đó, thì qua nhiều lần mình cũng có trao đổi và tham khảo thêm những anh em đi trước á để mình tìm hiểu thêm.
Với anh Nam, đồ cổ, đồ xưa không phải đồ trăm năm, ngàn năm mới quý, mà với anh, có những món đồ chỉ 10 năm, 20 năm cũng là đồ quý, bởi sự độc đáo, có những dòng không bao giờ sản xuất ra nữa. Cũng vì lẽ đó mà chính anh cũng không đặt nặng chuyện được mất. Tất cả những món đồ đến với anh như một cái duyên, và gìn giữ chúng cũng như đang gìn giữ một phần hồn sắc, tinh hoa của người Việt.